Quang Đẩu xin chào anh Ngô Văn Tuấn và chào tất cả các anh chị em ở thị xã La Di. Trong lúc là giãn cách xã hội thì La Di là đã có trước Phan Thiết. Hôm nay Phan Thiết là được 2 ngày rồi, bây giờ không gì hơn. Mình xin chúc các anh chị ở La Di một gia đình vui khỏe, hạnh phúc và bình an để chống dịch và vượt qua những khó khăn trong những ngày gian khổ này. Xin chào các anh chị em. Và qua bài thơ của anh Ngô Văn Tuấn, mình cũng hát nhanh và viết nhanh để gửi tặng cho các anh chị em mình trong những ngày dịch này. Quang Đẩu thì ngoài này thì cũng đóng cửa nhà nghỉ rồi, không hoạt động, cho nên là ngồi để mà suy gẫm lại những bài thơ của anh em mà đăng lên Facebook. Và hôm nay là mình bắt gặp cái bài thơ Những hạt đất có hình trái tim, trong nhớ ngày kỷ niệm của 27 tháng 7 vừa qua. Hôm nay mình sẽ hát cho tặng các anh em mình. Về lại với rừng thì ngày xưa đồng đội người lính giao liên chết lặng thầm cánh rừng chiều hấp hối lưa thưa rơi những chiếc lá vàng nỗi niềm riêng của đông nơi anh cỏ dại mong ngủ đồng đội tìm anh trong đông nhưng hàng đông có hình trái tim Hà Đông từ sáng thân anh hoa tim đậm có màu hồng của máu và màu xanh những bức thư tình chưa kịp đến mang nỗi buồn thành đồng đội anh lặng lẽ đón anh về đồng đội anh lặng lẽ đón anh về với rừng tìm ngày xưa đồng đội người lính giao liên chết lặng thầm cánh rừng chiều hầm hôi lưa thưa rơi những chiếc lá vàng nổi lên điên của đất nơi anh cỏ dại mong ngủ ngơ
thành trong đông, những hàng đông có hình trái tim, những hàng đông từ sang thân anh hoa kia đừng có màu hồng của màu mà màu xanh, những bức thư tình, những bức thư tình chưa kiềm nén mang nỗi buồn hàng hoa dài ngủ đơn. Anh người sao liên kể gió miên man chết lang thang giữa rừng ấp hối, cùng nỗi anh lặng lẽ đón anh về, đồng đội anh lặng lẽ đón anh về. Xin chào các bạn.